Rồi, xin tổng chào tất cả anh chị em bà con đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ của ba anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chúc toàn thể anh chị em bà con mình có một ngày làm việc thật là tốt và có thật nhiều sức khỏe để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống này nha mọi người. Thì hôm nay bãi xe của em mới về thì một con Taco đời 2009 nha mọi người. Con Taco đời 2009 tải cũng là 6 tấn nha. Cùng dài 6m3. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết con xe này để giới thiệu anh chị em bà con mình cùng xem, cùng tham khảo con xe này còn như thế nào nha. Thì con này đời 2009, tải của nó là 6 tấn, thùng dài 6m3, xe bao chắc luôn nha, cầu số bao mạnh luôn, máy không đổ hơi, chính chủ đứng tên ủy quyền nha mọi người. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết con xe này để cho anh chị em bà con mình cùng xem như thế nào. Thì mọi thông tin chi tiết bà con cứ liên hệ số điện thoại cũ, số Zalo cũ của em là số 0988 454 318 nha mọi người. Kết nối Zalo với em để gửi thêm hình ảnh chi tiết xe cho mọi người cùng xem ha. Thì con này giá bên em cần ra đi là 183 triệu nha mọi người. Đời 2009 nha mọi người. Máy cực kỳ khỏe luôn, số má nhẹ nhàng, rất nhẹ luôn. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết cái xe nha mọi người. Xe này thì nói chung tổng thành chi tiết cái xe thì còn rất là đẹp, rất là nguyên bản luôn nha mọi người. Thì con này mới về 2 bữa trước, giờ mới bát xong nè. Mới bát xong cho nên em nó cũng còn khá là đẹp, khá là sáng sủa nha mọi người. Thùng khá là dài luôn, thùng con này dài tới 6m3 nha mọi người. Thì con này đăng kiểm bảo hiểm mới. Tổng thành chi tiết cái xe thì em sẽ quay cho mọi người cùng xem, cùng tham khảo con xe thì như thế nào nha mọi người. Mọi thông tin chi tiết bà con cứ liên hệ sớm cho em để có giao đại tốt nhất cho mọi người nha. 183 triệu sổ nha, một con Taco tải 6 tấn, thùng dài 6m3. Vỏ lớp con này thì còn cũng khá là tương đối, khá là ok ha. Có hai vỏ sau thì nó hơi xấu, còn 6 vỏ, 4 vỏ lớp đầu và cuối nó cũng khá là đẹp nè mọi người. Máy móc đây, máy con này rất là đẹp luôn. Máy con này bao chất luôn nha mọi người. Cabin này thì một mình em dở không có nổi đâu nha. Một mình nó khá là cao tại vì mình có mét máy à. Cao quá nên khó dở ra, mà một người đỡ phụ lên thì nó sẽ dở dễ hơn. Đó, con này riêng bản luôn, rất đẹp luôn. Con này thì thùng khá là dài, thùng inox nha mọi người. Sàn cũng inox luôn, hồi nữa em sẽ mở ra cho bà con mình xem cái sàn nó như thế nào nha. Đây. Nha. Vỏ lớp đây, sexy bao đẹp luôn. Sexy bao đẹp luôn nha. Sexy con này rất là đẹp luôn. Con này chưa có sơn lại hết nha mọi người. Sexy rất là đẹp, rất là riêng luôn. Sexy cực kỳ đẹp luôn, cầu bao to luôn. Cầu rất là to luôn mọi người. Cầu 6 tấn bao to luôn. Cầu đây, vỏ lớp đây ha. Đó. Đây, vỏ lớp đây. Con này đang xài vỏ là 825 nha mọi người. 825/16 nha, đó báo luôn cho anh chị em bà con mình tham khảo, khỏi cần phải hỏi đi hỏi lại nha mọi người. Đây ha. Xe thùng khá là dài nha. Đó. Thùng dài khá là đẹp nha mọi người. Đây ha. Đứng sau nè. Hồi em sẽ vào cái phần chi tiết thùng sàn cho mọi người cùng xem như thế nào nha. Đây ha. Đây là số khung nha. Số khung của nó nha mọi người. Đây ha. Cầu đây, cầu bao to luôn. Cầu rất là tốt luôn nha mọi người. Con này số má rất là nhẹ luôn. Con này chạy từ ở tuốt ở Đắk Lắk về nha mọi người. Đây ha. Biển số 811-09038 nha mọi người. Thùng rất đẹp luôn. Thùng con này khá là cứng cáp nha mọi người. Thì con này em sẽ mở cái bửng hông bên kia cho mọi người cùng xem nha. Con này thì có 3 bửng mở, 4 bửng mở nha mọi người. Có thêm cái cửa hông kia rất là đẹp, rất chắc. Con này là bà con nào mình chở, thứ nhất là chở rơm nè. Thứ hai là bà con mình chở da chai hoặc là chở cái gì đó bà con mình cần, với lại cái thùng này khá là dài mọi người. Thùng sexy nó rất là đẹp luôn nè. Sexy riêng nguyên bản nha, không có chưa sơn lại luôn. Sexy rất đẹp luôn mọi người. Đó, có hai cái lớp này, nói chung cái lớp này nó hơi mòn nè, báo luôn nha mọi người nha. 183 triệu. Đó, 183 triệu để thôi để em mở cái cửa bên kia đi. Cửa bên kia nó nhẹ hơn vì mở sợ nó rớt điện thoại là không có quay được ha, mất công quay. Đó. Đó. Em sẽ đè lên cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy nó như thế nào nha. Đây, đây có thêm cái bình dự trữ nước ha. Bình nước nữa, nó rất to, rất xịn sò luôn. Đó. Giá cực kỳ ưu đãi cho mọi người nào thích những em siêu to, siêu khổng lồ. Nói chung con này thì cũng không to gì đâu mọi người. Đó, em có bán mấy con Olin nữa ha. Olin 9 tấn, 900A, 800A đó. Rất to. Đó. Con này thì sexy này chưa có rửa ráy gì hết trơn, mới về. Cho nên công việc nó khá là bận biểu, cho nên là cũng chưa có tẩy rửa gì cho em nó đó, tắp bi tắp lô nè. Đó.
Đó, tapi tắp lô con này nè. Đó, tapi nè. Nội thất. Rồi em sẽ lên đề máy cho mọi người luôn nha. Em sẽ đề máy cho bà con mình cùng xem luôn. Đây, nội thất đây. Bằng sao đây, bằng sao nằm ngủ đây ha. Rất đẹp luôn mọi người. Đây. Nội thất thì nói chung còn tương đối khá là ok nha mọi người. Không đến nỗi phải làm lại gì đâu. Đây, em sẽ đề cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy đó nha. Đó, máy khá là xịn sò. Máy con này bao lực luôn nha mọi người. Máy rất lực luôn. Số rất êm. Đây. Số đây. Số khá là êm luôn nha mọi người. Số này bà con mình không phải lo nha. Đây ha. Có quạt gió luôn kìa. Đó, dặn chiếc nè. Em đã đề cho bà con mình nghe nha. Đó, âm thanh của máy nha. Cái này nó đang kêu là sạc bô, nó đang bơm hơi nha mọi người. Bơm cho nó đầy hơi thì nó sẽ ngắt đi cái tiếng kêu lớn này nha. Đó. Một hồi nó đầy hơi thì nó sẽ không có còn kêu nữa ha. Đó. Xe còn khá là đẹp, khá là chắc luôn. Đó. Máy móc con này thì không phải bàn, bà con mình cứ tới trải nghiệm con xe rồi chạy thử nó như thế nào nha. Đó. Đăng kiểm bảo hiểm con này tới tháng 9 năm 2021 mọi người. Chính ha. Đây bây giờ em sẽ quay cái phần sàn cho bà con mình cùng xem. Đây, sàn đây bạc trên này luôn nha. Sàn rất là đẹp luôn. Em leo lên nha. Đây. Leo lên cho bà con mình cùng xem luôn. Đây. Đó, sàn rất dày nha. Sàn inox rất dày. Đó. Sắt rất chắc chắn nha mọi người. Mấy cái này nếu mà bên này bà con mình về chỗ thêm cửa hông ở bựng mở bên này khá là ok luôn, không có sợ gì hết nha. Đó, con này thì hai bựng hông bên này nha. Đó, sàn rất chắc nha, kèo đồ khá là đầy đủ ha, kèo cũng khá là đầy đủ nha mọi người. Đó, từ trong ra ngoài thì vách đồ cũng còn khá là tốt nè. Đó, không phải làm thêm gì trơn. Bạc thì tới ba bốn cái bạc, hai cái kia chắc phủ đầu phủ đuôi nha, còn hai cái này thì phủ trên nè. Đó. Mình chạy đường xa mà mình không có chở hàng cho nên là em phải bỏ bạc xuống nha mọi người. Nên bà con mình xem và thông cảm giùm em nha. Đó ha. Đó là tổng quan về chi tiết cái con xe Taco đời 2009 này. Nếu mà anh chị em bà con nào thực sự ưng ý con xe này cứ alo sớm cho em chốt cọc cho em con xe này ha. Em sẽ giữ xe cho anh chị em bà con mình từ 5 tới 7 ngày để anh chị em bà con mình lựa chọn cái thời gian thích hợp nhất để rước em nó về phục vụ cho công việc làm ăn mua bán của mình nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ lên em nẹt cho bà con mình nghe cái âm thanh tiếng máy của nó như thế nào nha, để bà con mình biết được ha. Xe khá là chắc luôn. Đó, máy móc con này khá là êm luôn rồi. Máy móc con này khá là êm ha, nó đang sạc cho đầy hơi nha mọi người. Hơi con này thì cầm khá là lâu nha. Hơi con này được biết là cầm khá là lâu ha. Con này chủ trước người ta chở là chở mấy cái ba le bằng gỗ để nâng mấy cái kiện hàng á, chở bằng cái này là bằng xe này ha, cho nên là nói chung sắt xiên còn rất là đẹp, thùng nó cũng còn khá là đẹp nha, không có bị mớp méo nha mọi người. Đó, bà con mình chú ý ha. Thùng rất đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên cái phần cabin nhắn ga cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy nó thử như thế nào nha. Đó, để bà con mình biết nha, máy con này khá là chắc luôn, bà con mình cứ yên tâm nha. Bên em bán xe là bao uy tín và bao chất lượng. To nha. Đó nha. Rồi em sẽ kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Mong sẽ nhận lại những cái phản hồi tích cực từ anh chị em bà con của mình. Và nếu anh chị em bà con nào có cái nhu cầu cần bán hoặc cần trao đổi xe ô tô, xe du lịch, xe tải thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0988 454 318 nha mọi người, để có thông tin về xe và để có được cái mức giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người khi liên hệ sớm với em nha mọi người. Và cũng qua đây xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em bà con của mình đã ủng hộ em trong thời gian qua cũng như là đóng góp ý kiến cho em để hoàn thiện những video đó mọi người. Thì bà con nào đang cần cái dòng xe nào đó hoặc là đang muốn bán cái dòng xe nào đó cứ alo cho em
em sẽ có giá tốt nhất cho mọi người nha. Và bà con đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ em. Đăng ký kênh và nhớ rung chuông để biết được những cái video mới nhất nha mọi người. Rồi em xin chào tất cả anh chị em bà con của mình nha. Nhớ đón nhận em bằng những video sau nha mọi người.